Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam sẽ được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2017. Sự kiện Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2017 được tổ chức với 4 hoạt động chính bao gồm lễ khai mạc Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất, không gian cà phê, nơi trưng bày giới thiệu những sản phẩm cà phê nổi tiếng trên cả nước, hội thảo quốc tế về thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam, tham quan mô hình sản xuất chế biến cà phê công nghệ cao tại Lâm Đồng. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm cũng như văn hóa du lịch, là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, gặp gỡ, giao lưu, ký kết hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê Made in Việt Nam. Tại họp báo, đại diện ban tổ chức ông Phạm S. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ông Lương Văn Tự, chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên xung quanh việc tổ chức lễ hội cũng như các vấn đề liên quan đến ngành cà phê.